Xin chào tất cả các bạn. Trước mắt các bạn là chiếc điện thoại Huawei U8815. Đây là thiết kế của máy, tương đối nhỏ gọn. Máy sử dụng màn hình TFT, kích thước 4 inch, độ phân giải 480 x 800 pixel, sử dụng hệ điều hành Android 2.3, trang bị một CPU 1 GHz, bộ nhớ trong 2,5 GB. Dung lượng pin của máy lên đến 1350 mAh. Đây là giao diện ngoài màn hình chính, có các icon đến những ứng dụng bạn thường dùng, liên lạc, tin nhắn, máy ảnh. Đây là menu, đây là nút home, đây là nút back, phím back. Chúng ta vào xem thông tin của máy. Phiên bản 2.3. Phía sau máy, máy được trang bị một camera 5 megapixel, đèn flash, loa ngoài, biểu tượng Google. Cạnh bên là nút tăng giảm âm lượng. Phía dưới là cổng micro USB. Phía trên là jack cắm audio. Jack cắm audio 3.5. Và đây là phím tắt mở màn hình hoặc là tắt mở nguồn. Các bạn thấy cảm ứng rất là mượt. Chúng ta vào một số ứng dụng đính kèm của máy: Google Search, YouTube, Facebook, Twitter, bản đồ. Chúng ta thử chức năng tìm kiếm Google. My heart will go on. Từ nói nhanh đúng không các bạn? Lướt vào một media nào đó thì trình duyệt sẽ hỏi bạn là xem bằng trình duyệt hay là xem bằng YouTube. Chọn xem bằng YouTube. Âm thanh nghe tương đối lớn, vừa phải, rất ấm. Đó là vài điểm cơ bản của chiếc điện thoại Huawei U8815. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi video này.